Vâng, xin chào các khán giả của VNTV. Hôm nay Vân mới vừa tới Los Angeles và Vân sẽ dắt cho các quý vị đi coi xem Fashion District của Los Angeles. Nhiều người hay tới đi thăm và ở những nơi xung quanh nhưng mà chưa có tới qua cái Fashion District. Chỗ này nó bán đồ wholesale, nó open for public chứ không phải là mấy cái tiệm private không. Và ở đây thì mình có thể mua, mình có thể trả giá mấy chỗ đậu. So Vân sẽ dắt cho các bạn đi coi xem xung quanh. Với nữa Vân muốn nói một điều trước khi đi. Vân nghe nói là ở đây nó hơi nguy hiểm sau khi trời tối. So mình sẽ ráng làm cái blog này rất là nhanh để mà ra khỏi đây trước khi trời đổ tối. Tại nghe nói rất là nguy hiểm. So So I'm here at the evening gowns and wedding dresses area, where you can find a lot of dresses for proms and whatnot. As you can see here, so many designs, and the price ranges from, you know, 60 up to 80 whatnot. At the regular boutique, they sell these easily around 100 something to $200. But you gotta remember, even with the price mark, you can bargain. Okay, so. I really love this pink one. This reminds me of the Marilyn Monroe dress. This is probably one of my favorite part of the LA Fashion District is their LA Dirty Dog. Xem dõi cái blog của Vân và xe của Vân nó hết hạn rồi cho nên Vân phải đi lấy xe. Nhưng mà khi mà vô chỗ đây rồi rất là khó ra, tại vì con nó cứ đi, nó kéo dài đủ thứ đồ hết á, từ máy móc cho tới đồ chơi, đồ cưới. Oh my goodness. Anyways, thank you for watching. Till next time.